Thưa quý vị, sau thành công của Kia Seltos, Thaco tiếp tục giới thiệu mẫu SUV Kia Sonet đến khách hàng Việt. Mẫu SUV cỡ nhỏ này hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam. Được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế bold design như Kia Seltos, Kia Sonet thu hút khách hàng với vẻ ngoài thể thao và cá tính. Phía trước xe ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt mũi hổ, kết hợp đồ họa ánh sáng LED Heartbeat, biểu tượng nhịp đập trái tim. Càng trước cứng có các chi tiết mạ bạc. Mặt bên mang điểm nhấn là những đường gân dập nổi, có các ốp vòm bên hông năng động. Mâm xe là loại hợp kim đa chấu. Điểm nhấn đáng chú ý đó là phía sau của xe có cụm đèn LED Heartbeat đồng nhất trước sau. Về sức mạnh động cơ, Kia Sonet được trang bị động cơ Smart Stream 1.5G thế hệ mới của Kia, đi kèm với hộp số vô cấp Smart Stream IVT. Động cơ và hộp số thế hệ mới giúp cho Sonet vận hành mạnh mẽ. Độ tiêu hao nhiên liệu của xe được ghi nhận ở mức 5,7 lít trên 100 km cho đường hỗn hợp. Trang bị ghế và nội thất trên xe bọc da mềm, nhiều họa tiết và màu sắc. Màn hình giải trí đa phương tiện, kích thước 10,25 inch, tích hợp các tính năng như Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống định vị Navigation, kết nối Bluetooth với dàn âm thanh 6 loa, sạc không dây chuẩn QI. Tại Việt Nam, Kia Sonet được bán ra với mức giá từ 499 cho đến 609 triệu đồng tùy phiên bản.